Xin chào các bạn. Để tiếp tục chia sẻ những kiến thức kế toán cho người mới, cho người trái ngành thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn cái tài khoản là 111, tài khoản tiền mặt theo cái thông tư 133 và cách hạch toán của cái tài khoản này như thế nào. Thì chúng ta cùng tìm hiểu video này nhé. Cái cách định khoản hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 133, cách hạch toán tiền mặt thu chi tiền tồn quỹ tại doanh nghiệp theo thông tư 133. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên tắc kế toán tài khoản 111. Nguyên tắc kế toán tài khoản 111 đó là tiền mặt. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu chi tiền mặt là tại quỹ doanh nghiệp, là bao gồm tiền Việt Nam ngoại tệ, và chỉ phản ánh vào tài khoản vào tài khoản 111. Tài khoản này là tiền mặt, số tiền Việt Nam còn là ngoại tệ thực tế nhập xuất tồn. Khi mà tiến hành nhập xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ các chữ ký của người nhận. Khi mà thực hiện nhập xuất tồn phải có đầy đủ phiếu thu chi. Và chữ ký của người nhận. Người giao. Người có thẩm quyền. Cho việc là nhập xuất tồn này. Theo quy định của về chứng từ kế toán. Trong một số trường hợp thì cần phải có cái lệnh nhập quỹ xuất quỹ đính kèm. Đó. Về kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt. Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ. Kế toán quỹ tiền mặt ghi chép hàng ngày. Và liên tục theo trình tự phát sinh. Của các khoản là thu chi. Nhập xuất tồn này. Tại mọi thời điểm.
Thủ quỹ thì có vai trò chịu trách nhiệm quản lý và nhập xuất tồn. Của tiền mặt. Hàng ngày thì thủ quỹ phải kiểm kê số thực tế. Và đối chiếu số liệu. Với kế toán. Tiền mặt. Nếu có chênh lệch thì tìm ra nguyên nhân. Thì kế toán và thủ quỹ kiểm tra lại và xác định nguyên nhân. Về kia kết cấu và nội dung tài khoản là một tiền mặt này. Tài khoản 111 tiền mặt. Bên nợ thì bên nợ này. Đó là các khoản tiền Việt Nam ngoại tệ nhập quỹ. Ngoại tệ. Nhập quỹ. Là số hoặc là số tiền là Việt Nam ngoại hoặc là ngoại tệ. Thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê. Trường hợp là chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại tài sản. Đánh giá lại số dư. Tiền mặt là ngoại tệ. Tại cái thời điểm báo cáo. Bên có các khoản tiền Việt Nam ngoại tệ xuất quỹ là các khoản tiền Việt Nam là tiền ngoại tệ xuất quỹ. Hoặc là số tiền Việt Nam ngoại tệ hoặc ngoại tệ thiếu hụt do kiểm kê. Hoặc là đánh giá lại tài sản, đánh giá lại chênh lệch. Chênh lệch chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số tiền mặt.
số dư tiền mặt nàng ngoại tệ tại cái thời điểm báo cáo. Tài khoản này có số dư bên nợ. Dư bên nợ. À, các khoản là tiền Việt Nam. Hoặc là ngoại tệ. Còn tồn quỹ tiền mặt là tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo. Vì cái tài khoản là 111 này là tiền mặt thì có hai cái tài khoản cấp 2. Đó là tài khoản 111 1111 là tiền Việt Nam. Tài khoản này phản ánh tình hình túi chi. Tồn quỹ của tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt. À, có cái tài khoản là 1112 là ngoại tệ. Cái này sẽ phản ánh tình hình túi chi. Thu chi chênh lệch tỷ giá và số dư của ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo cái giá trị quy đổi ra cái đồng tiền ghi sổ kế toán. Cụ thể nó là cái đồng tiền Việt Nam. Cách hạch toán cái tài khoản là tiền mặt này thì tài khoản là theo cái thông tư 133. Cách hạch toán. Tài khoản tiền mặt theo thông tư 133. Khi mà bán sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ theo ngày thu trong ngày thì bằng tiền mặt thì kế toán ghi doanh thu, ghi nhận doanh thu khi bán sản phẩm hàng hóa hoặc là cung cấp dịch vụ. Và thu ngay bằng tiền mặt thì kế toán sẽ ghi nhận doanh thu.
Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ bất động sản đầu tư thuộc cái đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ hoặc là bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế xuất nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường. Thì kế toán sẽ phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế và các khoản thuế này thế nên là thuế gián thu phải nộp này được tính tách riêng theo từng loại. Ngay khi ghi nhận doanh thu này, kể cả thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Khi đó thì kế toán sẽ ghi nợ của tài khoản 111 tiền mặt. Rồi đây là tổng giá trị thanh toán. Và cái có tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Giá này là giá chưa thuế. Và có của tài khoản 333 thuế và các khoản phải nộp nhà nước. Trường hợp mà không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu. Trường hợp này là không tách ngay được các khoản thuế phải nộp. Lúc này thì kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp và định kỳ thì kế toán xác định nghĩa vụ thuế
phải nộp và ghi giảm doanh thu. Lúc này thì kế toán sẽ định khoản là nợ của tài khoản 511. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Có ở tài khoản 333. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước. Tiếp là khi mà phát sinh các khoản là doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt thì ghi. Khi mà phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt thì lúc đây kế toán sẽ ghi nợ của tài khoản 411 tiền mặt. Anh này ghi tổng thanh toán. Và ghi có của tài khoản 515. Doanh thu hoạt động tài chính. Giá này chưa có thuế giá trị gia tăng. Chưa có thuế giá trị gia tăng. Có tài khoản là 711 thu nhập khác. Này cũng giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Và có một tài khoản là 3331 thuế giá trị gia tăng phải nộp. Trường hợp mà rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt hoặc là vay dài hạn ngắn hạn bằng tiền mặt tiền Việt Nam hoặc là ngoại tệ theo cái tỷ giá giao dịch thực tế thì rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt hoặc là vay dài hạn ngắn hạn bằng tiền mặt. Ở đây là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Ghi theo tỷ giá thực tế. Hôm nay sẽ ghi là nợ của tài khoản 111
là tiền mặt, có một tài khoản, một một hai trường hợp là rút quỹ, rút tiền gửi về quỹ. Có tài khoản 341 vay và nợ thuế tài chính. Chiều đi vay đấy ạ. Chiều mà thu hồi các khoản nợ phải thu cho vay hoặc là ký cược, ký quỹ bằng tiền mặt, nhận ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp khác bằng tiền mặt, thu hồi các khoản nợ phải thu cho vay, ký quỹ, ký cược bằng tiền mặt, nhận ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp khác bằng tiền mặt. Kế toán sẽ ghi nợ tài khoản một 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 tiền mặt, có tài khoản 128, có tài khoản 131 thu từ bán hàng, có tài khoản 136 thu nội bộ, tài khoản 138, tài khoản 141 là thu từ tạm ứng, tài khoản 338 khi mà bán các khoản đầu tư ngắn hạn. Dài hạn thu thu bằng tiền mặt, kế toán ghi nhận là chênh lệch giữa sổ tiền mặt giữa số tiền thu được và giá vốn. Có cái khoản đầu tư này. Này sẽ được xác định bằng phương pháp bình quân giao quyền. Vào cái doanh thu hoạt động tài chính. Hoặc chi phí tài chính. Khi đó thì kế toán sẽ ghi
nợ của tài khoản 111 tiền mặt, nợ của tài khoản 635 chi phí tài chính, có của tài khoản 121, 128, 228 này giá vốn này, chi phí tài chính này nếu trường hợp nổ là có của tài khoản 515 doanh thu hoạt động cho tài chính. Khi mà nhận được vốn góp của chủ sở hữu bằng tiền mặt thì kế toán ghi nợ của tài khoản 111 tiền mặt, có của tài khoản 411 vốn đầu tư của chủ sở hữu, khi mà bên kế toán cho khi mà xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng, tại ngân hàng hoặc đem ký quỹ, ký cược, người ghi. Khi mà xuất quỹ tiền mặt gửi tài khoản ngân hàng, hoặc là đem ký quỹ, ký cược sẽ ghi là nợ của tài khoản 112 tiền trong tài khoản sẽ tăng lên. Nợ tài khoản 138 phải thu khác. Có tài khoản 111 tiền mặt tại quỹ sẽ giảm. Chờ mở xuất quỹ tiền mặt mua chứng khoán cho vay hoặc là đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên doanh liên kết. Xuất quỹ tiền mặt mua chứng khoán cho vay hoặc đem ký quỹ hoặc đem vào đầu tư vào công ty con.
đầu tư vào công ty liên doanh liên kết.